Dạ vâng, em chào chị nhá. Dạ vâng, em chào anh. Dạ vâng, chị cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Sơn. Dạ, chị đến từ đâu? Em từ ở quận 7. Dạ, là quê quán chị ở Sài Gòn đó ha? Quê em thì ở Đồng Tháp, em lên đây, em ở Sài Gòn. Dạ, dạ chị nói lớn lên hộ em xíu nha. Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Em nhờ anh Hải giúp và tìm con em giùm. Dạ, là tìm con chị đúng không ạ? Dạ. Dạ, thì con chị tên là gì? Tên Nguyễn Thị Kim. Dạ, bé thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Bé 13 tuổi rồi. Dạ, bé thì sự việc bé bỏ đi như thế nào? Nó bỏ đi ở đây nó 3 bữa rồi, em không biết ở dưới quê sao mà bỏ đi ở đây 3 bữa rồi. Tức là bé ở dưới quê đúng không chị? Dạ. À, con chị thì làm ở trên Sài Gòn. Em làm ở trên Sài Gòn. Dạ. Là gia đình nhà mình là có mình bé ở dưới quê hay là sao? Gia đình có một mình bé ở dưới quê thôi mà nó ở chung với bà ngoại nó. Dạ, là bé ở chung với bà ngoại. Dạ, nó ở nhỏ tới lớn giờ. Ông xã chị đâu? Em với ông xã em á, mười mấy năm nay không có sống chung nữa. À. Rồi ổng đi làm xa rồi. Dạ. Ổng cũng không có xin về được. Dạ. Là bây giờ là bé chị ở với bà ngoại. Dạ. Bé ở với ngoại. Dạ, còn ba với mẹ bé là đều đi làm xa hết một mười nơi đúng không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Dạ, thì chị nhận được cái tin mà bé bỏ đi là vào lúc nào cụ thể? Bỏ đi lúc chắc sáng không biết mấy giờ đó mà bà má em bả nói nó đi thì chắc sáng. Nó có xách cái bọc đỏ, hỏi xách bọc đỏ làm gì là bọc giác. Mà tới chừng phát hiện thì nó đi đâu mất tiêu. Dạ. Là trong cái suốt quá trình bé ở nhà với bà ngoại. Dạ. Chị đi làm xa. Bé ở nhà ở ngoại, em đi làm xa. Dạ, thì chị có hay gọi điện về hỏi thăm bé không? Ngày nào cũng có điện hết. Dạ. Mà trong khi 3 ngày nay không có điện được. 3 ngày nay không điện dạ. Được. Rồi bé ở nhà với bà ngoại là bé đi học hay sao chị ha? Nó vẫn đi học, bé ở nhà đi học. Bé học lớp mấy rồi chị? Lớp 7, nó nghỉ ở đây nữa cả tháng rồi. À, nghỉ cách 1 tháng rồi. Dạ. Lý do sao bé lại nghỉ học? Là nó không có học nữa, nó giờ nó không có nghỉ học, nó nhà giúp việc nhà với bà ngoại nó. Xong rồi nó không có lo. Nhưng mà chị có biết được rõ nguyên nhân lý do gì mà bé lại đột ngột nghỉ học không? Em cũng có hỏi bà ngoại ở dưới quê á, bà ngoại dưới quê cũng có chở nó đi vô trường. Hỏi giờ nó vô chổng rồi cái nó qua trường gặp một bên trường lớp mẫu giáo á, nó ngồi nó chơi cái bển nó đợi nào đó lớp nó ra về cái nó theo người ta ra về 3 ngày liên tiếp với cô mới ra đây. Cô có kêu là sống đi học là nó lo nghỉ học luôn, không có học nữa. Tức là bé vẫn đi học nhưng mà không có vào lớp học, dạ, đúng không ạ? Dạ. Và ra cái chỗ khác chơi để chờ tan trường rồi bắt đầu đi về. Theo người ta về vậy đó. Dạ. 3 ngày liên tiếp. Rồi chị có hỏi bé không? Có, rồi hỏi sao con không đi học nữa, nói thôi con nghỉ học, con ở nhà, con phụ với bà ngoại. Nhưng phụ rồi giữa chén cơm nước rồi vậy thôi. Tại vì tụi con bé còn quá nhỏ, bé chưa suy nghĩ được rằng dạ. Nếu bây giờ mà không học hành đàng hoàng và không có kiến thức thì sau này cuộc sống nó sẽ rất là vất vả. Rồi chị có động viên cho bé không? Dạ có, tại tháng nào cũng có gửi tiền cho nó đi học. Dạ. Cũng có mua xe đạp điện rồi cho nó đi vậy đó, chừng 3 tháng cái tự nhiên nó nghỉ luôn. Dạ. À, em xin phép hỏi chị làm công việc gì? Em đi phụ hồ. Chị đi phụ hồ? Dạ. Cũng vất vả đấy chị ha. Dạ. Rồi hàng tháng là mình có gửi đủ tiền về cho con ăn học không? Có. Đủ đúng không? Dạ, cũng nói chung giờ em nghèo thật mạnh nhưng mà nó học nó không có ai hết. Dạ. Dạ. Gia đình chị được mấy người con rồi? Em 2 đứa, một trai một gái. Một trai một gái ha. Và bé gái này là út ha. Dạ. Dạ, ở nhà với ông bà ngoại thì ông bà ngoại đã lớn tuổi chưa chị? À, bả năm mười mấy, còn ông ba em 69 tuổi, ông mới mất đây đúng bữa nay nó đúng 100 ngày. Buồn ha chị ha. Dạ. Thế là hiện tại thì bây giờ bé là ở nhà chỉ có mình bé với bà ngoại. Dạ đúng rồi. Và bà ngoại sẽ là người mà lo cơm nước cho bé. Dạ, dạ. Và chăm sóc bé để bé đi học. Dạ. Và bây giờ thì đột nhiên thì bé cũng đã nghỉ học. Dạ, và sau đó thì bé cũng đã bỏ đi. Dạ. Rồi chị có gọi điện về cho mẹ chị chưa? Có, ngày nào cũng điện hỏi đây kiếm được chưa. Em ở dưới đây em cũng điện về dưới hỏi kiếm được chưa, bảo là chưa. Cái sự việc của chị đã báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ có rồi. Dạ, dạ. À, thì em cũng nói tiện đây em nói cho chị biết luôn ha. Dạ. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là làm giúp giùm miễn phí chị nha. Dạ. Chị không phải lo về vấn đề tiền bạc đâu nha, chị cứ yên tâm nha. Dạ. Sau khi mà bé bỏ đi á, thì gia đình nhà mình đã tìm được bé ở những đâu rồi? Nói chung ra là ở dưới tìm nó nhiều chỗ lắm mà không có được, mà
cái thằng hồi bữa hổm bạn của nó hay gì đó có chở nó về một khúc đường và bỏ nó lậu bộ về thôi. Nó dạ, cô bé á. Dạ, rồi hỏi nó có qua lợi, nó cũng như là hỏi nó có làm gì mày không, tại đi chơi nó một đêm rồi. Rồi hỏi nó có làm gì mày không, nó là không, ở nhà cũng có điều tra là hồi bữa hổm thì cha nó nghe tin vậy, cha nó cũng có về kiếm nó được rồi, ổng dặn quá tán nó bạc tay nó, rồi xong rồi ổng đi vô ngoài ổng làm lợi nó, rồi công an huyện ta mời là 8 giờ là bữa hổm, rồi chở nó lên trển lấy lời khai, xong rồi công an chở nó đi xuống Cao Lãnh cho bác sĩ khám cũng như là hỏi như coi thằng này có qua lợi gì dạ, nó em không biết, em hiểu ý rồi chị nói. Cho 3 ngày mới có giấy xét nghiệm, rồi giờ đi mất tiền rồi. Cái kết quả đó như thế nào chị? Dạ chưa đúng không? Tức là một cái bạn trai khác chở con gái của gia đình nhà mình đi đi chơi mà đi qua đêm. Dạ, bạn trai khác chở đi qua đêm. Nhưng mà gia đình nhà mình không thể quan sát kiểm soát được giờ giấc của bé hả? Tại vì bà má em, bà cũng hay cái giò, bà hay đau mà bà cũng già nữa. Bà ở nhà quẩn quẩn thôi, không có được đi đâu chị, xa. Chị gái nói lớn lên xíu giúp em cũng ha. Như bà má em á, bà cũng bệnh hoạn, bà ở nhà không mà lẩn quẩn nhà thôi chứ không có được đi đâu xa hết trơn á. Còn có muốn đi lại, có muốn nhờ công chuyện gì đó là nhờ thằng em Út, thằng trai Út á, nó có vợ ngoài Hồng Ngự á, cũng đi vô tới lui vậy thôi. Hôm qua nó thì nói chung ra là con em nó mất 3 ngày nay rồi, nó cũng có đi tìm đi kiếm mà nó đâu biết đâu. Rồi giờ em cũng nhờ anh Hải đi kiếm giùm. Là trước cái lúc mất đó là chồng của chị có về hả? Lúc trước là bữa hổm cách đây cũng khoảng 10 bữa đó. 10 hôm rồi đúng không? Dạ, nó có đi về hết lần rồi. Rồi công an huyện trên Tân Hồng có mời. Có mời lúc 8 giờ sáng đi lên chảnh lấy lời khai nó. Để thằng em của em nó chở nhỏ gái lên chảnh. Tức là nhà mình khi mà phát hiện được rằng là con nhà mình đi với lại một người bạn trai và đặc biệt lại đi qua đêm. Đi qua đêm hết một đêm rồi. Nên nhà mình báo với công an đúng không? Dạ, báo công an. Và rồi để đưa con gái lên để làm việc đúng không ạ? Dạ. Và đưa, đang chờ kết quả đúng không? Đưa nhỏ gái con em lên chở nó, công an nó điều tra, nó hỏi lấy lời khai. Dạ. Rồi xong đó, rồi công an có hẹn là 1 giờ trưa đi xuống Cao Lãnh cho bác sĩ người ta khám. Miễn không có gì thì thôi. Có gì thì người ta tính khác. Là cái người con trai mà đưa con gái nhà mình đi đó là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó 20 ạ. 20 tuổi. Dạ 20. Có lên trên nhà nó nữa. Mà ba mẹ nó nói là không biết. Rồi sao chút xíu gì. Theo chị thì mối quan hệ giữa cái người bạn trai này và con gái nhà mình là cái gì? Là hỏi nó nói là chỉ là bạn học thôi chứ không có yêu đương gì hết. Bạn học. Dạ. Thật ra thì bản thân chị cũng như chồng của chị đi làm ở xa cũng vì cuộc sống mưu sinh đúng không ạ, chén cơm manh áo, nên mà không thể ở nhà để mà kèm cặp con được. Đúng ra thì là một là chồng của chị hoặc là chị phải là người ở nhà để kèm cặp con học, nhưng vì cuộc sống khó khăn chị ha nên phải mưu sinh, chứ thực chất ra thì bà ngoại ở nhà thì cũng không thể kèm cặp được đâu. Tại vì bây giờ bé là con của nhà mình nó mới 13 tuổi đúng không ạ? Dạ, mới có đang 13. Cái tuổi rất là hiếu động. Mà đặc biệt lại bé lại xa cả cha cả mẹ nữa. Nên mà nhiều lúc bé bị ảnh hưởng rất nhiều ở môi trường bên ngoài. Thật sự thì vừa rồi là câu chuyện của chị rất là buồn. Nhưng mà chị sau khi mà bé nhà mình về đó thì gia đình nhà mình có hỏi kỹ bé không? Dạ có. Là hỏi bé là nói với cái bạn trai này là bạn bình thường đúng không? Dạ. Rồi hỏi sao lại đi qua đêm? Thì em có hỏi qua đêm, tại nói là đi chơi chứ không có gì hết. Mà công an có điều tra hỏi nó lấy lời khai, hỏi thằng này nó có làm cái gì mày không, nó là không, cái chổng nó khai là nói là tự nó rủ người ta đi không mà rồi nói gì nữa giờ. Nếu mà có vấn đề gì thì chắc chắn cậu kia sẽ là người ủ tờ. Chị có biết ủ tờ là gì không? Là ở tù á, tại vì bé nhà chị là cái tuổi đang còn nhỏ, mới 13 tuổi mà. Thật ra thì bé nhà chị bây giờ thì bị ảnh hưởng rất là nhiều môi trường bên ngoài, và có khi là do thiếu cả tình thương, không phải thiếu tình thương mà thiếu sự của cha mẹ ở gần bên, nên mà bé nhiều lúc sẽ nghĩ nhiều thứ ảnh hưởng ở bên ngoài ấy chị. Và lúc bé về đấy thì nhà mình có hỏi rằng là lý do tại sao mà lại đi qua đêm không gọi về nhà không? Nó la ở nhà nó chán quá. Ở nhà chán? Dạ, nó không muốn ở nhà nữa, nó nói vậy. Là cái lúc đi qua đêm đó là không có gọi về cho bà ngoại hay cho chị luôn ạ? Không, rồi tới chừng sáng gì nó mới mở ra, nó mở máy lên.
gọi điện nó được, rồi hỏi đang ở đâu, chưa kịp hỏi đang ở đâu thì tắt nữa. Rồi có khoảng tầm 12 giờ đó nó trở về nó bỏ một khúc rồi mới lậu về nhà, chứ nó không có đem lại tới cái cửa nhà mình. Là cái ngày đó là cách tới thời điểm ngày hôm nay là lâu chưa chị ha? Ta chắc cũng cả tuần à. Cả tuần rồi, mới đây mà. Không, ý nó hù hục hồi lúc trước á, là theo như bây giờ chắc cũng cả tuần rồi, tại nhỏ này mới đi có 3 bữa nay à. Dạ. Tức là từ cái thời điểm mà con gái của chị đó với cậu đấy tới ngày hôm nay là cả tuần rồi đúng không? Không, cả 10 bữa. À, cả 10 dạ. hôm rồi đúng không? Dạ. Chứ cũng mới đây mà. Dạ, mới đây. Chứ là dấu hiệu sau khi mà con gái nhà mình về nhà thì chị lúc đấy là chị có về nhà chưa, về quê chưa? Có, em về thường xuyên lắm. Không, cái lúc mà ngày mà con gái mình ấy mình bỏ đi rồi về á, là mình có về nhà chưa? Chưa. Là chị chỉ nghe bà ngoại nói thôi đúng không? Dạ, mà ở nhà thì ai cũng có điện cho em hay. Rồi cái lúc đấy thì mẹ của chị có thấy rằng là con gái của chị có dấu hiệu gì bất thường không? Hỏi nó nói là nó không có gì hết á. Mà trong khi nó cũng có bị mấy lần rồi. Mấy lần là như thế nào nó chị? Nó bị mắc kẹt mấy lần, em sợ đi qua đi nó có bầu quá. Tại nó còn quá nhỏ đi. Nó 13 tuổi, phải như nó 16 tuổi người ta chịu em cũng gã luôn chứ biết sao giờ. Cái giờ em này, giữ nó cũng đâu nổi đâu. Cái tuổi 13 tuổi này, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đã biết gì đâu. Cái tuổi này hiếu động lắm, cái tuổi này dễ bị ảnh hưởng lắm, đặc biệt là nhất là ảnh hưởng ở trên mạng xã hội nhiều. Cực kỳ ảnh hưởng ở môi trường bên ngoài. Nếu gia đình nhà mình mà không kìm cặp và chăm sóc được bé thì càng thì thật sự bé sẽ dễ xa vào những con đường gọi là tiêu cực đó chị. Tại vì em tưởng đâu là nó không có đi, bởi vì cho nên là ngày nay là ngày đám mừng tuần ông ba em là em đi về dưới. Yeah. Em chơi nó mấy ngày sẵn mình gần gũi đó, mình la chằn chằn nó. Ai ngờ đâu giờ nó là gì rồi em cũng không có về quê được. Dạ. Yeah. Thì chị ở trên này chị đã đi kiếm những đâu? Em không có biết ở đâu đầu kiếm, với thằng em cái không có biết chữ nữa. Yeah. Em kêu ông xe gáp chở đi qua đây á, chứ em đâu có biết đường đâu đi. Buồn ha. Em ở đi làm quê. Hồ thì em đi vòng vòng vậy ở thôi. Ở dưới quê nhà mình đi những đâu rồi? Ở dưới quê hả? Dưới quê cũng đi kiếm vòng vòng, hỏi bạn bè nó khu vực đó đó. Rồi hỏi bạn bè thì bạn bè có phản hồi gì được không? Dạ không. Cũng không biết ha. Không ai biết hết trơn. Rồi chị có gọi cho cái người bạn trai của bé ngày trước đưa bé đi qua đêm chưa? Không có số điện thoại nó. Không có số luôn. Dạ không có số, chỉ là biết nhà nó thôi mà. Nói chung ra nhà em á thì cũng không ai biết, mà cha của nó có biết nhà của cái thằng đó đó. Rồi hôm qua thằng em nó mới xin số điện thoại cái thằng cha của nhỏ này, rồi cho địa chỉ lên chảnh tìm, mà lên chảnh tìm người ta đóng cửa rồi, ta không có chảnh. Đóng cửa thì mình ở đấy mình chờ. Nhà địa phương đúng không? Dạ, nhà đúng ở Đồng rồi. Tháp luôn đúng không? Dạ. Thì mình lên tới mình chờ, có thể họ đi làm hoặc đi công việc gì đấy, mình cứ chờ. Hôm bữa hổng có hỏi, mà người ta nói là con người ta đi lưu linh lưu địa mấy tháng nay rồi, không có nhà. À. Ta nói gì đó. Theo bản thân chị, bây giờ chị nghi ngờ rằng là con gái của chị đang ở đâu và đi với ai? Em nghi là đi với thằng này nè. Dạ. Tại vì thằng này lúc trước có dắt nó đi hết một lần rồi. Dắt đi một lần qua đêm hay là lần dạ đúng rồi, thì đi một lần qua đêm, một ngày với một đêm á. Dạ. Là cái người đấy tên là gì? Cái thằng này á em cũng không biết tên nó nữa. Không biết tên luôn ha. Dạ, bây giờ là em không biết tên nó. Mình không biết rõ gì về tên tuổi lai lịch của họ ha. Dạ, tại mình thấy con mình còn nhỏ quá, nó đâu có tới mức độ như vậy đâu. Dạ. Dạ rồi thì qua câu chuyện của chị nãy giờ thì chị chia sẻ thì em cũng hiểu rất nhiều, không riêng em hiểu mà tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng cũng đã hiểu rất nhiều. Thì bây giờ thì chị có lời nào chị muốn nhắn nhủ tới con gái của chị? Chị chia sẻ trực tiếp thẳng thắn nha. Chị gọi tên con gái của chị ra và nói để cho bé nó về đi. Dạ. Nói to lên ha. Em muốn là bé Kim á ấy thì đi về với em, chứ giờ em cũng không biết làm sao, nhờ mấy anh giúp tiếp. Dạ. Em chứ bây giờ em cũng chẳng biết làm sao hết trơn. Dạ. Chứ phần con em còn quá nhỏ. Dạ. Kim ơi, em có xem được cái video này của anh em đội hiệp sĩ người ta Hải đăng tải, thì em hãy nhanh chóng em về nhà với mẹ, với ngoại, với gia đình. Bản thân gia đình nhà em, mẹ em hiện tại đây là mẹ em rất là lo lắng cho em. Bởi vì tuổi đời của em rất là nhỏ, em năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi. Em chưa thể hiểu hết được bên ngoài xã hội như thế nào. Mẹ em rất là hoang mang và thậm chí bây giờ mẹ em đã bỏ công ăn việc làm ra để đi tìm kiếm em khắp nơi. Và hôm nay mẹ em về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm em. Thì anh mong sao là em xem được cái video này thì em hãy nhanh chóng về nhà với lại mẹ, với bà ngoại, với gia đình, để cho gia đình đỡ phải lo lắng em nha. Và
anh cũng xin gửi tới cái cậu hoặc bạn nào đó mà đang chứa chấp em Linh này ở đâu thì nhanh chóng thả em Linh hoặc là đưa em Linh em Kim đúng không ạ? Dạ. Dạ em xin lỗi nha. Thì đưa em Kim về với gia đình nhanh và luôn. Nếu không đưa em Kim về với gia đình thì chắc hẳn thì các cậu bạn trai hoặc là những người khác có giữ em thì cũng đã biết được cái kết quả sẽ như thế nào rồi. Bởi vì em Kim tuổi mới chỉ 13 tuổi. Nên mà cơ hội cuối cùng cho cậu bạn trai nếu mà đang giữ em Kim ở đâu thì nhanh chóng thả em Kim về để cho em Kim được đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ rồi thì cái vụ việc của chị thì đội cũng tiếp nhận và em cũng mong sao rằng là qua cái video này thì em muốn gửi một cái thông điệp tới tất cả quý cô chú anh chị. Hãy quan tâm và thấu hiểu con cái nhiều hơn. Dạ. Tại vì con cái thì bây giờ thì rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Đôi khi em hiểu về cuộc sống của chị, đôi khi cũng vì cuộc sống khó khăn, mình phải xa quê. Dạ. Mình phải vì chén cơm manh áo nên mình phải đi làm ở nơi đất khách quê người. Dạ. Cũng không có thời gian mấy để gần gũi con. Dạ. Chỉ gặp con và nói chuyện con qua điện thoại thôi. Dạ, thì đôi rồi. Khi bé nó cũng suy nghĩ là nó cảm giác như là nó thiếu một cái gì đấy, nó thiếu sự quan tâm gần kề hơn. Đôi khi bé rồi cũng ra ngoài, bé bị ảnh hưởng nhiều điều xấu ở bên ngoài này chị ha. Dạ. Dạ thì em chẳng biết nói gì hơn, thì em chúc cho chị cũng như toàn bộ gia đình nhà mình sớm nhận được tin vui, đó là bé Kim. Dạ. Trở về để đoàn tụ. Và em mong sao thì khi mà bé về rồi thì gia đình nhà mình nên quan tâm và chăm sóc, thấu hiểu bé nhiều hơn chị ha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi thì dạ thưa quý cô chú anh chị thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của một chị ở Đồng Tháp lên nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con bé chỉ mới 13 tuổi. Và câu chuyện thì quý cô chú anh chị xem cũng đã hiểu rất nhiều rồi. Thì em mong sao tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với đội sĩ Nguyễn Thanh Hải xem và chia sẻ video lan tỏa mạnh mẽ để cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ em cũng chào chị luôn nha. Dạ, em chào quý cô chú anh chị luôn. Hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ em xin chào.